Hey. Vì sao của hàng Nam A2 là vậy, chúng không có đều được, vì sao cao quá nhiều so với trước không? Hàng nữ A1 rất là đẹp. Hàng nam của phía sau A1 đây cũng hơi cao hơn nhiều ha. A3 thì hàng của bạn Như đây cũng không có đều.